Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin năm 2024 bão lớn, cây Vin sẽ tróc gốc và hàng loạt ngân hàng đổ ngã. Tình hình kinh tế năm 2023 đã được thống kê thành những con số, dự đoán con số tăng trưởng như mơ trên 5%, lạm phát thấp. Những nét đẹp này thường năm nào cũng lặp đi lặp lại, bởi đó là những con số được chế tác để tuyên truyền và ca ngợi thành tích, chứ không phản ánh sự thật. Điều này rất nguy hiểm bởi nó khiến cho những người hoạch định chính sách như đang đi trong sương mù, hình ảnh taxi xanh nằm bãi như rừng. Những người hiểu rõ về bản chất của chế độ thì thường không nhìn vào những con số thống kê do nhà cầm quyền cộng sản cung cấp, mà nhìn vào thực tế những gì đang xảy ra. Hiện nay, thị trường chứng khoán nỗ lực mãi vẫn không lên hạng được bởi các công ty xếp hạng thị trường chứng khoán uy tín. Họ tự điều tra thông tin chứ không dựa vào báo cáo của nhà nước. Thực tế, sàn chứng khoán Việt Nam đang chứng kiến những đợt lùa gà của các đại gia, đặc biệt là các đại gia bất động sản. Đỗ Anh Dũng, Trịnh Văn Quyết, Trương Mỹ Lan đang ngồi tù và chờ hoàn tất hồ sơ để đưa ra xét xử. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Việt Nam không chỉ có ba người này, mà còn có rất nhiều người khác cũng tham gia thao túng. Thậm chí, nhiều người vẫn đang tiếp tục lừa nhà đầu tư vào trong. Bởi thị trường chứng khoán Việt Nam lâu nay vẫn nuôi toàn một lứa cá mè như Đỗ Anh Dũng, Trịnh Văn Quyết và Trương Mỹ Lan. Đó là nguyên nhân chính làm cho thị trường chứng khoán Việt Nam chưa thể nâng hạng. Được biết, trong năm 2024, các doanh nghiệp bất động sản phải cậy cho ra khoản tiền 154,8 nghìn tỷ để thanh toán trái phiếu đến hạn. Trong đó, Novaland của ông Bùi Thành Nhân và Vinhomes của ông Phạm Nhật Vượng là hai tên tuổi có số nợ khủng. Mà Novaland thì đang cạn dòng tiền bởi mọi khoản thu đổ về đều bị ngân hàng siết nợ hết. Doanh nghiệp này khó trụ nổi qua năm 2024. Năm 2024, khối doanh nghiệp bất động sản sẽ bất động vì nợ trái phiếu. Vin của ông Phạm Nhật Vượng lâu nay có Techcombank hậu thuẫn, nhưng Techcombank đang trong diện nghi vấn là có hành vi tương tự SCB của bà Trương Mỹ Lan. Ngày 7 tháng 12, ông Phạm Minh Chính tuyên bố yêu cầu ngân hàng ngừng cho vay các tập đoàn sân sau, nghĩa là đang có những ngân hàng đang gom tiền dân chúng để lùa vào tay các vị đại gia là chủ ngân hàng. Nếu Đảng Cộng sản cho đánh vào Techcombank thì có thể nói đó là cơn cuồng phong có thể thổi tróc gốc Vin. Ngoài ra còn có Sacombank của ông Dương Công Minh, ông chủ tập đoàn bất động sản Him Lam, ngân hàng HD có liên quan đến đại gia Vietjet Phạm Phương Thảo. Rất có khả năng những ngân hàng này sẽ bị thanh tra trong năm tới. Thực tế, vụ Trương Mỹ Lan đã nói lên tất cả. Chính vụ án này đã phơi bày bộ mặt thật của các đại gia lợi dụng nhóm lợi ích chính trị để thực hiện những cú lừa kinh khủng nhất, mà nạn nhân chính là những người gửi tiền ngân hàng và là những nhà đầu tư trên thị trường trái phiếu, cổ phiếu. Có thông tin cho biết hãng ô tô điện của ông Phạm Nhật Vượng đang ngày một bị ứ hàng sau khi giải pháp tự lập công ty taxi để tiêu thụ ô tô do chính mình làm ra, thì hiện nay taxi xanh cũng đang trong tình trạng nằm bãi cả rừng xe. Loại ngân hàng hốt tiền cho sân sau kiểu SCB còn rất nhiều. Việc huy động vốn của VinFast trên thị trường chứng khoán Mỹ cũng chưa được bao nhiêu. Giá cổ phiếu VFS thì vẫn lẹt đẹt trên dưới 67 USD một cổ phiếu. Không biết đến bao giờ VinFast mới bán ra được lượng cổ phiếu cần thiết để huy động vốn trong số 2,3 tỷ cổ phiếu phát hành. Hiện nay, dư luận đang theo dõi từng hơi thở của Vin bởi tình hình tài chính ảm đạm. Bất động sản, mảng kinh doanh lâu nay được xem là gà đẻ trứng vàng, nay bỗng ngừng đẻ. Trong khi đó, VinFast thì cứ đốt tiền như kho xăng bốc lửa, thì không biết Vin sẽ cầm cự được bao lâu. Nếu năm 2024 chính quyền Cộng sản cho đại phẫu ngành ngân hàng, thì rất có thể vụ Trương Mỹ Lan không còn là vụ đổ vỡ kỷ lục nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm D với bản tin năm 2024 bão lớn, cây Vin sẽ tróc gốc và loạt ngân hàng đổ ngã. Tô là tướng tài hay tướng tồi để tội phạm sổng chuồng rồi tốn công truy bắt? Một số nhà quan sát cho rằng ông Tô Lâm có khả năng cạnh tranh chức tổng bí thư nhiệm kỳ tới nếu ông Trọng chịu rút lui. Nghĩa là ông Tô cũng được xem là thành phần ưu tú trong đảng Cộng sản. Ưu tú đối với đảng không có nghĩa là có tài, có năng lực, mà là có toan tính, có thủ đoạn hơn so với những nhân vật khác.
Tuy nhiên, xem những gì ông Tô Lâm thể hiện thì có vẻ ông là một người không biết tiên liệu. Hình ảnh ông Tô Lâm chuyên để cá gọc sổng chuồng rồi tốn công truy bắt. Khi Tô Lâm nắm bộ công an đã để cho các đối tượng bị truy nã trốn thoát rất nhiều. Trong các nhân vật trốn thoát ấy có thể được kể ra như ông Vũ Đình Duy, cựu tổng giám đốc BVTech Đình Vũ, bà Hồ Thị Kim Thoa, cựu thứ trưởng Bộ Công Thương, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch AIC và Bùi Quang Huy, cựu tổng giám đốc Nhật Cường Mobile và mới đây là một dàn lãnh đạo SCB trốn thoát. Điều tra mà để lộ thông tin cho nghi can cao chạy xa bay, rồi sau đó phải huy động lực lượng hùng hậu truy bắt mà cũng không tìm được người, vừa tốn công, tốn tiền, lại vừa mất thời gian mà không được việc. Đây là sự yếu kém của ngành công an. Lẽ ra ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cần truất phế ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đi, thì ngược lại ông Tổng rất tin dùng ông Tô Lâm. Với việc ông Tô Lâm sang tận Berlin để bắt cóc Trịnh Xuân Thanh mang về cho ông Tổng, thì có vẻ như ông Bộ trưởng Bộ Công an làm được việc, chịu khó, thậm chí chịu nhục thay ông Tổng, khi mà phía Đức xỉa xói ông Bộ trưởng thay vì bêu tên ông Tổng trên mặt báo. Thực ra, việc phải vất vả sang tận trời Âu để bắt cóc người là do chính ông Tô Lâm tự gây ra mà thôi. Ông điều hành ngành công an như thế nào mà để thông tin lọt đến tai Trịnh Xuân Thanh khiến ông phải huy động lực lượng hùng hậu sang tận trời Tây để bắt cóc người? Với Trịnh Xuân Thanh thì bắt được, còn với những người khác thì làm sao bắt được đây? Mới đây, trại giam Xuân Hà để sổng hai phạm nhân khiến công an tỉnh Hà Tĩnh phải huy động tổng lực gồm hơn 2.000 công an để truy bắt hai phạm nhân này. Phải chi quản lý chặt chẽ hơn, đừng để tội phạm trốn thoát thì đâu phải vất vả như vậy. Hình ảnh trên sao dưới vậy, để tội phạm trốn thoát rồi tốn công truy bắt. Từ thượng tầng, Tô Lâm để sổng như con cá gọc, không chỉ một con mà là sổng nguyên cả đàn, rồi sau đó lại vất vả tung một rừng công an để truy bắt mà chẳng bắt được bao nhiêu. Theo cách nhìn của ông Tổng thì có lẽ ông Tô Lâm được đánh giá là tướng tài nên ông Tổng mới trọng dụng. Tuy nhiên, thực tế phải gọi ông là tướng tồi thì đúng hơn, bởi ông để cho quá nhiều tội phạm cao chạy xa bay. Người có trí tuệ không bao giờ thả chim cho bay rồi tốn công bắt lại. Người có trí thì phải giữ chim thật chặt, chứ không ai để cho nó biết trước nguy hiểm mà vỗ cánh bay xa. Toàn ngành công an từ cao đến thấp đều chung một mẫu số như nhau cả. Họ làm việc bằng bản năng nhiều hơn là làm việc bằng trí tuệ. Họ không tiên liệu được những tình huống xấu để chu toàn công việc. Chính vì thế, tội phạm mới tìm thấy nhiều kẻ hở mà thoát thân. Hình ảnh Tô Lâm vẫn được ông Tổng trọng dụng dù bất tài. Những kẻ điều tra có thể đã bán thông tin cho những nghi can để người này cao chạy xa bay. Chính vì thế mà thông tin mới dễ dàng bị lọt ra ngoài trước khi đương sự bị bắt. Dưới con mắt của bọn tham nhũng thì chúng nhìn đâu cũng ra cơ hội vòi tiền. Mà tham nhũng ngành công an thế nào thì ai cũng đều biết hết cả rồi. Có ý kiến cho biết nguyên nhân để cá gọc sổng là do có sự tham ô của chính quan chức ngành công an. Mà nói chi đâu xa, dân trong ngành không ai không biết Tô Long, con trai của Tô Lâm. Ông trời con này cũng dính rất nhiều tin đồn về việc kinh tài cho bố. Biết đâu được, tin tức để cho cá gọc nắm bắt trước và cao chạy xa bay cũng từ những con người kinh tài này thì sao? Với chế độ này, nhìn vậy chứ không phải vậy. Chính những kẻ truy bắt tham nhũng lại bán tin tức cho bọn tham nhũng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin Tô là tướng tài hay tướng tồi để tội phạm sổng chuồng rồi tốn công truy bắt. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo chấm D.